nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn miễn phí ở Đà Lạt. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều ca sĩ như Tùng Dương, Quân AP, Rapper, Di Lao, Bát Xe sẽ biểu diễn âm nhạc miễn phí phục vụ du khách và người dân Đà Lạt. Ngày 1 tháng 9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đêm nay sẽ diễn ra chương trình âm nhạc với sự tham gia biểu diễn của nhóm Nam Tộc, Nhân Giản, DJ KCNN, KICM, danh ca các rapper Lao, DT Tập, Giáp, về nào ca sĩ hoàn toàn tại quảng trường Đông Biên. Và đêm Quốc khánh mùng 29, chương trình âm nhạc được mở màn bằng 3D mapping lighting show, sau đó là những tiết mục âm nhạc đến từ các ca sĩ Đức Phi Nhung, Rossi Bảo Yến, Tùng Dương, Phạm Việt Thắng, Doãn Hiếu, Quân AP, các rapper Lê Cô Lê, Master Lê, Capian Boy, Master. Đây là hai đêm nhạc được dàn dựng biểu diễn miễn phí tại quảng trường Đông Biên của chương trình lễ hội âm nhạc Đà Lạt Color Full Festival Festival 2024 do công ty trách nhiệm hữu hạn TZ Việt Pháp thực hiện, phục vụ du khách dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 năm 2024. Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 140.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng. Thống kê đến ngày 30 tháng 8, các khách sạn từ 3 đến 5 sao phục vụ với công suất từ 60 đến 70%, các loại hình khác công suất đạt khoảng 70 đến 75%. Nam ca sĩ Việt nổi tiếng một thời về nên Đà Lạt trồng rau tụ tập. Mới đây trên kênh âm nhạc TikTok đã chia sẻ là một ca khúc được ra mắt nhiều năm trước có tên 5PM. Đây là một sản phẩm âm nhạc của nam ca sĩ Lưu Văn Tuấn. Lưu Văn Tuấn từng rất thành công ở thời điểm ra mắt. Ca khúc 5PM là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nói về sự tấp nập của cuộc sống diễn ra vào bối cảnh tan làm ở thành phố. Với giai điệu sôi động cùng phần hình ảnh độc lạ, MV của Lưu Văn Tuấn từng có thời gian xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình. Cũng chính vì sự xuất hiện của ca khúc này trở lại, nhiều khán giả cũng rất tò mò về cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ Lưu Văn Tuấn. Theo đó, nam ca sĩ hiện đang sinh sống tại Đà Lạt và làm những công việc như trồng trọt, chăn vườn. Ngoài ra, Lưu Văn Tuấn cũng chia sẻ những đoạn clip cho biết mình đang trong con đường tu tập. Nam ca sĩ tiết lộ về những sự thay đổi tích cực sau khi mình tu tập.